Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Hoàng Trọng Thùy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live trên băng tần 56.7 Galaxy 19 đến với quý vị trong ngày đầu tuần thứ hai hôm nay. Và phía sau lưng chúng tôi màn ảnh hơi bị đen, Thảo Yên. Nó hợp cùng với chiếc áo của Thảo Yên luôn đó, cho nên đó cũng là chủ ý. Cho nên thấy những cái chấm trắng ở trên người Thảo Yên. Anh đừng đổ thừa em làm hư màn hình để match với cái áo, không phải lỗi tại em thôi quý vị. Và ngày hôm nay như thế nào, Thảo Yên vừa với chúng tôi biết là trong tuần lễ này có thể có gió Santana vào, nguy cơ cháy nữa. Mùa đông sao lạ thế. Dạ vâng thưa quý vị và thưa anh, dự báo thời tiết cho thấy là ngày hôm nay thì nhiệt độ giữ ở mức là 65 độ ở tại Westminster và Garden Grove. Còn Anaheim và Riverside đi lên khu vực Inland Empire thì có thể lên đến 68, 69 độ. Nhưng mà bắt đầu tối ngày hôm nay qua đến ngày mai thì sẽ có một số nơi sẽ có những cái trận mưa nhỏ rải rác kéo dài đến ngày thứ ba thưa quý vị. Và sau đó mưa tạnh, nhưng mà rồi bắt đầu từ thứ tư đến thứ năm thì chúng ta sẽ có một cái trận gió Santana thổi đến. Và khi mà gió Santana thổi đến thì nhiệt độ cũng tăng cao. Quý vị có thấy từ thứ năm kéo dài đến cuối tuần thì nhiệt độ tăng lên từ mức 70 mấy độ. Và bên cạnh đó ấm ít nhất là dạ vâng. Thời tiết ấm. Nhưng mà gió thì gió Santana lúc nào nó cũng khô thôi quý vị. Có một cái điểm đó. Và đó là thời tiết ở tại California. Còn ở nhiều tiểu bang miền Nam hiện nay, từ cuối tuần quý vị cũng đã nghe tin tức là đang hứng chịu một cái trận bão tuyết. Và đến sáng ngày hôm nay thì tình hình cũng không có khả quan là mấy, khi mà có hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ, khiến cho hàng nghìn người đang bị mắc kẹt tại các phi trường. Ngày hôm 9 tháng 12 là ngày mà tuyết rơi dày đặc nhất kéo dài trong 3 ngày vừa rồi. Ở tại tiểu bang Virginia thì thành phố Roanoke tuyết rơi lên đến 11 inches thưa quý vị. Còn Richmond thì là dày 9 inches. Còn những khu vực xung quanh là 6 đến 8 inches. Và cảnh báo tuyết rơi dày đặc sẽ được tiểu bang Virginia kéo dài luôn cho đến 2 giờ trưa ngày hôm nay. Và được biết là ở tại North Carolina thì ông thống đốc cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang từ hôm cuối tuần vừa qua. Và ông kêu gọi người dân là trong vòng những ngày này không đi ra ngoài và cần tích trữ lương thực, đèn pin và những cái bộ emergency kit ở trong nhà đề phòng những trường hợp khẩn cấp. Và ông nói rằng ở chỉ riêng ngày 9 tháng 12 thì cảnh sát đã nhận được hàng trăm cuộc gọi là có tai nạn ở trên đường, mà có một cái trường hợp là một cái xe truck dài 18 bánh đã lao xuống từ một cây cầu freeway, lao xuống một cái dòng sông thưa quý vị, và người tài xế bị mất tích không tìm thấy, khiến cho các thợ lặn hiện nay vẫn đang đi tìm người này. Và ở North Carolina có thêm một người đã bị thiệt mạng do cây đè chết ở tại thành phố Matthews. Và được biết là tổng cộng từ hôm cuối tuần đến bây giờ có 320.000 gia đình đã bị mất điện, 81.000 tại Virginia, 58.000 ở tại South Carolina và nhiều nhất là ở North Carolina thưa quý vị, 146.000 gia đình. Các chuyên gia dự báo là mưa tuyết sẽ vẫn còn rơi cho đến trưa ngày hôm nay. Sau đó thì những nơi này sẽ rất là khô, nhưng mà nhiệt độ sẽ rất là lạnh thưa quý vị. Bất phiền lắm Thảo Yên và thưa quý khán thính giả, đây là bản đồ chúng tôi đang ghi nhận đó, từ phía Georgia, tức là ở phía bắc của tiểu bang Florida. Và chúng ta thấy ở phi trường này bây giờ nó trì hoãn, không bay lên được phía bắc nữa. Rồi từ Georgia đến South Carolina, North Carolina, sang đến Virginia, cứ đi lên về hướng bắc, rồi cả West Virginia nữa. Các tiểu bang bên cạnh đó, Kentucky, Tennessee cũng bị ảnh hưởng chung trong cái đợt bão tuyết này. Và điểm mà người ta nói khuyến cáo đó Thảo Yên, ngày hôm nay tuyết sẽ rơi buổi sáng, nhưng sau đó trời ấm lên và tuyết tan, lạnh nhưng mà nhiệt độ cao hơn ban đêm. Cho nên khi mà tuyết tan đó quý vị,
đường phố lại trơn ướt. Đó là lý do tại sao những ông thống đốc ở đây khuyến khích là người dân khi ra đường rất cẩn thận, và đã xảy ra hàng trăm cái vụ tai nạn từ hôm thứ Bảy Chủ nhật rồi. Và tiếp tục sở tiện ích cố gắng để sửa chữa những đường dây điện. Thường thì là bão tuyết kéo vào phía Bắc, ở cái khu vực New England, nó bao gồm Pennsylvania, Massachusetts, trong cái khu vực này Philadelphia vân vân thưa quý vị. Nhưng mà lần này thì bão tuyết rơi sớm, và đặc biệt đó từ ở phía nam của Georgia lên hướng Bắc. Đó là cái đợt bão, và sẽ còn nhiều đợt bão nữa. Thế nhưng đợt bão tài chánh mới đáng ghi nhận thưa quý vị, Dow Jones xuống gần 500 điểm. Lúc nãy thị trường mở cửa thì đã bắt đầu xuống từ từ. Mở cửa một cái là xuống thấy 200 mấy, xong từ từ xuống 300, xuống 400. Và cách đây mới có 2 phút thôi là Dow Jones có lúc xuống tới 500 điểm. Bây giờ là 478 điểm. Nasdaq xuống 68, S&P 500 xuống 42, 43 điểm. Và quý vị nhìn thấy thị trường tài chánh ở châu Á đó, thì ngày hôm nay họ quan tâm đến châu Á nhiều hơn. Và đồng thời lợi nhuận của ngân hàng họ lo sợ là giảm thiểu, bởi vì những tin tức ghi nhận cho thấy rằng người dân đã bớt mua sắm, nhất là mượn nợ. Mà khi người dân bớt mượn nợ, điều đó có nghĩa là ngân hàng không kiếm tiền được nhờ phân lời. Lý do chính là phân lời tăng cao khiến người dân mua nhà, mua xe. Những con số đó chúng tôi đã thưa với quý vị từ nhiều tuần trước đã giảm thiểu. Và thị trường châu Á khởi đầu là Nikkei của Nhật Bản. Thị trường Nhật Bản tuyên bố họ đo lường các con số ghi nhận mới nhất và cho thấy rằng nền kinh tế Nhật Bản đang chậm lại. Chậm lại có nghĩa là không phải là không tăng. Tương tự như nền kinh tế của Hoa Kỳ vào tuần rồi cũng đưa ra cái bản báo cáo cho thấy rằng trong năm 2019 nền kinh tế sẽ chậm lại. Vẫn tăng trưởng, nhưng mà thì vì tăng trưởng ở mức 3% như năm 2018 thì có thể xuống còn có 2 mấy% thôi. Nghĩa là vẫn tăng trưởng, nhưng mà tăng trưởng chậm lại. Thì điều đó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán nhiều hơn, chứ không hẳn là ảnh hưởng đến công ăn việc làm. Thưa quý vị, việc làm vẫn còn đầy đủ, 3,7% là tốt. Thế nhưng Nhật Bản đi cùng với Hoa Kỳ và họ đổ lỗi cho cái tình trạng chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã khiến cho hàng hóa của Nhật cũng nằm ở giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ bị kẹt và bị lây luôn. Cho nên quý vị nhìn thấy tình hình Thượng Hải thì xuống gần 1%, Hồng Kông xuống 1.19% và Nhật Bản là nặng nhất xuống tới 2%, 459 điểm. Và qua đó, thị trường của Hoa Kỳ ngày hôm nay mở cửa cũng bị ảnh hưởng chung với tình hình châu Á. Trong khi đó, những người đi mua nhà thì cảm thấy dễ thở hơn một chút. Quý vị thấy mỗi lần mà phân lời đi xuống đó là quý vị tiết kiệm được hàng tháng ít nhất cũng vài chục Mỹ Kim. Cộng lại trong 30 năm trời mua nhà, nó lên tới cả chục ngàn Mỹ Kim chứ không ít thưa quý vị. Cho nên phân lời lúc này là ở mức thấp 2,83% phân lời 10 năm tiêu chuẩn của ngân hàng khi họ cho quý vị vay mượn nợ mua nhà. Dầu thì xuống 78 sen, 51 đồng 83 sen, vàng xuống 1 đồng 8 ở mức 1.250 đồng 80 sen. Và sáng ngày hôm nay đó, giới small business, tức là giới tiểu thương thưa quý vị, họ đưa ra cái nhận định khá là bi quan. Họ nói rằng lợi nhuận trong thời gian tới sẽ bị tụt giảm vì họ lo ngại người tiêu thụ sẽ giảm bớt mua sắm. Lý do là do cái tình hình chiến tranh mậu dịch khiến giá mặt hàng cao hơn bình thường thưa quý vị. Mặc dầu trong lúc này hai bên hứa với nhau là dành ra 90 ngày, bây giờ còn khoảng 80 ngày thôi. Trong vòng 80 ngày tới, Trung Quốc và Hoa Kỳ phải đưa ra, nhất là Trung Quốc, phải đưa ra cái nỗ lực để làm giảm thiểu cái tình hình này. Tuy nhiên, tin tức mới nhất chúng tôi ghi nhận được khó lòng lắm. Bởi vì sao thưa quý vị, ngày hôm qua, ông Thứ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc đã yêu cầu ông Đại sứ Hoa Kỳ ở Trung Quốc lên trình diện để Trung Quốc bày tỏ sự phản đối chính thức về cái tình trạng
mà bắt giữ bà Meng Wanzhou. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo và gửi thêm quý vị các bản tin đáng chú ý gây quan ngại đến giới đầu tư tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay.